Thưa quý vị, vào lúc 15 giờ chiều nay, ngày 2 tháng 8, Trung tâm Thông tin 114 nhận tin báo tại tầng 4, lô gửi 14, đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã xảy ra vụ cháy lớn nên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố điều động lực lượng và phương tiện đến tham gia dập lửa. Trung tâm 114 đã điều động một xe thang, một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng hai xe chữa cháy của đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Sơn Trà tiếp cận hiện trường phòng ngủ tầng 4 của tòa nhà để dập tắt đám cháy, đồng thời sử dụng các phương tiện cứu nạn cứu hộ phá dỡ các cửa kính để thoát khói. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.